Hôm nay thời tiết khá nồm thì shop Sun Japan hàng châu Âu Nhật Bản sẽ review cho bác một em LG. Em này đua ở inverter bác nhé, tức là hệ thống inverter kép chạy rất tiết kiệm điện. Em này thì có thêm chức năng là ion này các bác này, thì nó sẽ diệt làm sạch không khí trong phòng và diệt khuẩn trong phòng luôn. Đấy, thế thì em này còn có chức năng hay nữa là em này có thể kết nối wifi. Thì phải dùng những cái phần mềm chuyên nghiệp của hãng LG thì sẽ các bác có thể kết nối wifi được. Và cái này thì shop không biết và không sử dụng. Shop sẽ giới thiệu cho các bác các chức năng sử dụng của máy. Đầu tiên đó là chức năng smart, là hút thông minh, sẽ là tương đương với chế độ hút tự động. Có chế độ Z là chế độ hút tăng cường, silent là hút êm ái. Các bác để trong phòng ngủ thì hút ở chế độ silent. Sport là hút điểm, cái này ít dùng, và non dry tức là sấy quần áo. Nếu các bác muốn sấy quần áo thì các bác ấn vào cái nút non dry cuối cùng này và hướng cái cánh gió về quần áo vẫn phơi thì chỉ một lúc thôi là quần áo sẽ khô. Em này có một cái chức năng rất hay nữa là chức năng tự động làm sạch, auto clean. Các bác giữ chặt nút mốt này, đấy, nó tinh một cái thì là chế độ gọi là chế độ tự làm sạch, nó lên chữ CO. Sẽ là chế độ tự làm sạch dàn trong dàn. Em này rất là tiên tiến. Thế thì ngoài ra thì em này có cái chức năng nữa là set độ ẩm trong phòng. Tức là các bác đây, các bác ấn cứ nút lên xuống này, các bác ấn này, nó sẽ hiện lên cái độ ẩm mình mong muốn. Ví dụ các bác muốn là độ ẩm trong phòng là 65% thì các bác ấn vào nút 65, thì cứ trên 65 thì nó mới hút, còn dưới 65 thì nó sẽ không hút nữa và máy sẽ tự động tắt. Khi các bác ấn nút set độ ẩm xong thì máy sẽ tự động trở về độ ẩm trong phòng. Hiện tại trong phòng ở shop đây là 85%, là độ ẩm rất là cao. Thậm chí mùa nồm của mình độ ẩm 100% nữa thì các bác rất nên dùng những cái máy VIP như này để làm khô các căn phòng của mình. Xin cảm ơn các bác đã xem clip. Em này thì công suất của nó là 28 lít, rất là lớn đấy ạ, cùng phù hợp cho phòng to. Là xung quanh của nó dàn lốc rất đẹp. Các bác còn đang muốn tìm kiếm cho mình một chiếc hút ẩm êm ái, hút khỏe, hình thức đẹp, bình chứa nước to thì chốt qua cái em LG này.